Hai chào các bác nhá. À, ờ, hôm nay thời điểm tháng 4 2021 thì em sẽ cập hợp, cập nhật tình hình tất cả các dòng xe Toyota Hilux thời điểm tháng 4 2021 thì Toyota Hilux sẽ có 4 phiên bản, trong đó có hai bản số sàn và hai bản số tự động với số sàn thì sẽ có số sàn một cầu, số sàn hai cầu, số tự động thì sẽ có bản số tự động một cầu và số tự động hai cầu. Đầu tiên em sẽ cập nhật giá hai bản số sàn nhé. Hai bản số sàn thì bản thấp nhất sẽ là bản số sàn bản một cầu máy 2.4 thì xe đang có mức giá niêm yết là 628 triệu. Phiên bản này thì đã được hỗ trợ ở tiền mặt là 10 triệu, tạo một lăn bản thân vỏ hỗ trợ dán kính chảy sàn. Sau khi trừ ưu đãi thì mức giá lăn bánh thuế 6% ở biển tỉnh sẽ là 658 triệu. À, với biển Hà Nội à, thuế là 7,2% thì mức giá lăn bánh sẽ là 668 triệu. Với phiên bản à, số sàn, bản hai cầu giá niêm yết là 799 triệu. Giá lăn bánh ưu à, đãi thì cũng tương tự như bản một cầu thôi. À, cũng được tặng tiền mặt, bảo hiểm và gian kính trải sàn. À, mức ưu đãi sau khi trừ thì mức lăn bánh biển tỉnh sẽ là 840 và lăn bánh biển Hà Nội thuế 7,2 phần trăm bản hai cầu sẽ là 8 năm rưỡi bản một cầu là bản thấp nhất thì xe sẽ chỉ trang bị màn hình CD còn từ bản hai cầu trở lên thì tất cả xe hai lắc thì sẽ có màn hình DVD hỗ trợ cam lùi cả biến lùi đầy đủ và phiên bản này sẽ là bản số sàn thấp nhất nên nội thất nó hơi thiếu à, tiếp theo sẽ là bản số tự động bản một cầu Bản số tự động một cầu giá niêm yết là 674. Ờ, phiên bản này thì cũng ưu đãi tương tự như phiên bản số sàn. À, cũng được giảm tiền mặt, tặng bảo hiểm, tặng phụ kiện. À, sau khi trừ hết ưu đãi, giá lăn bánh ở biển tỉnh 6% thì giá lăn bánh xe sẽ là 710. À, ở biển Hà Nội thì sẽ cao một chút là 715 triệu. À. Với uh, Toyota Hilux thì uh, phiên bản số sàn một cầu, số sàn hai cầu và bản số tự động một cầu này thì tất cả sẽ là máy 2.4 còn bản cao cấp nhất là, là bản số tự động hai cầu sẽ sử dụng máy 2.8 bản này thì uh, xe sẽ có trang bị màn hình uh, camera lùi cảm biến lùi xe sẽ có hai chế, chế độ lái là chế độ uh, thể thao và chế độ tiết kiệm nhé uh, phiên bản này thì hai uh, lắc sẽ có hỗ trợ là 7 túi khí tất cả các phiên bản thì sẽ có là hệ thống là an toàn là 7 túi khí À, bản cao cấp nhất mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là cái bản hai lắc hai tám hai cầu số tự động bản này thì về thiết kế bên ngoài nó khác, khác biệt so với ba phiên bản dưới bản này sẽ là có mức giá là 914 triệu total hai lắc thì tất cả bốn phiên bản đều nhập khẩu nhé nhưng mà riêng cái phiên bản hai tám này thì được trang bị và được uh, tối ưu nhiều hơn À, với mức giá 914 triệu ưu đãi thì cũng là được tặng tiền mặt bảo hiểm và gián kính trải sàn giống như các bản hai lắc khác thì xe sẽ có mức giá lăn bánh ở biển tỉnh là 695 triệu biển hà nội là 975 triệu toyota hai lắc phiên bản hai cầu xe có trang bị rất là nhiều công nghệ nổi bật thứ nhất là phiên bản này nâng cấp là sẽ có trang bị là đèn là đèn full led cảm biến toàn thân camera lùi bản này các bạn sẽ thấy là xe có thêm một cái uh, cánh uh, thể thao ở phía sau đấy Uh, phiên bản này thì sẽ trang bị là uh, bản đồ uh, riêng bản này sẽ có bản đồ dẫn đường, chìa khóa thông minh, uh, điều hòa tự động, đèn tự động, uh, có um, hỗ trợ là riêng về phần loa giải trí thì sẽ có 9 loa JBL, uh, trong đó có một loa siêu trầm cực kỳ là cao cấp. Bản này sẽ là điều hòa tự động nhé uh, và sẽ có hộp số là hộp số tự động. Phiên bản này số tự động sẽ là 6 cấp, còn các bản số sàn sẽ là số sàn 6 cấp. Xe cũng có hai tính năng đó là lái tiết kiệm nhiên liệu và lái thể thao. Đấy rất là cao cấp. Các bạn có thấy là cái phiên bản này thì trang bị cực kỳ là nhiều cái công nghệ. Riêng cái xe này thì các bạn thấy là phần đầu xe có cả hai cái cục loa JBL hỗ